Xin chào bạn, hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn học cái phần mềm Autodesk Inventor Professional phiên bản 2017 ha. Rồi tiếp theo cái giáo trình tôi tải phía dưới cái video này á, chúng ta vừa học xong cái phần giải phác thảo 2D, rồi cái phần giải phác thảo giải 3D, chi tiết khối 3D model á, thì chúng ta đã xong được các lệnh create, tạo mới, modify, là chỉnh sửa luôn. Rồi thì xin chúc mừng các bạn ha, thì chúng ta cũng giống như là xong được cái phần này rồi, thì chúng ta sẽ còn cái phần thiết kế trong cái môi trường sản phẩm nhựa là plastic á, và môi trường tấm kim loại sheet metal ha, môi trường tấm kim loại hay là bạn hãy ứng dụng trong các mặt phẳng như là ton kẽm hay ton inox gì đó ha. Nói chung là đại khái là nó có cái mặt phẳng mà nó mỏng như thế, rồi chúng ta sẽ thể sử dụng trong cái môi trường này thiết kế tấm. Rồi thì trước khi mà chúng ta qua tiếp tục tới phần lý thuyết á, thì cái video này là video phụ thôi, nhưng mà cũng rất cần thiết ha. Video này là các bạn có thể là tự làm bài tập, tự các bạn có thể là làm bài tập theo cái hướng là các bạn xem các video của các anh chị đi trước á, thì có hai hướng, là một là các bạn sẽ nhìn những cái bản vẽ ha, những cái bản vẽ mà của anh chị đi trước đã vẽ các chi tiết, các đối tượng 3D á, theo dạng xuất ra các bản vẽ hai chiều 2D giống như AutoCAD á, thì bạn nhìn theo các bản vẽ đó và bản vẽ lại, thì cái đó thì phần đó thì nó hơi khó đối với những bạn nào mới ban đầu mà tiếp xúc với cái môi trường vẽ 3D ha. Thì khi nào tới cái phần mà vẽ mà dạng mà xuất ra bản vẽ thì tôi sẽ nhắc lại tới phần xuất ra bản vẽ là chương, hình như là chương 3 hay gì đúng không, trong phần chương 2 lớp ghép, và trong phần tới phần chương 3 là xuất ra bản vẽ nè, thì tôi sẽ cho bạn nhiều làm bài tập nhiều về cái phần đó ha. Tại vì những bạn nào mới ban đầu học 3D thì nếu mà bắt tay vô liền làm cái phần này thì nhìn bản vẽ thì nó hơi khó, các bạn chưa có hình dung được. Thì để cho dễ tiếp cận với các bạn thì đầu tiên các bạn nên làm theo cái cách này. Cái cách dễ nhất là giả sử như các bạn nào nhìn trên bàn làm việc các bạn á, thì bạn thấy bất kỳ cái đối tượng hay là cái vật thể nào thì bạn tự vẽ thử cái đối tượng đó ha, không cần quá chính xác quá đẹp, thì các bạn chỉ tập để chúng ta rèn luyện cái thao tác mà sử dụng các lệnh cho nó thành thục thôi ha. Giả sử như tôi đang nhìn trên bàn làm việc tôi thì tôi thấy thấy cái cuộn băng keo nè ha, cuộn băng keo nè, rồi cái ổ khóa nè, rồi cái hộp viên sủi bọt nè, cái điện thoại nè, rồi cái máy tính nè ha. Các bạn nhìn thấy những cái hộp, những cái nào mà có đại khái là có hình dạng mà tương đối là đơn giản thôi, khối hộp hay là những cái hình tròn hay những cái gì nó ghép lại, thì chúng ta tập chúng ta vẽ để cho nó làm quen ha. Thì cái video này giả sử như tôi vẽ một số cái hình thể mà vật thể mà tôi mới vừa nói các bạn đó, vẽ đại khái thôi, không cần quá chính xác ha, miễn ra được cái đối tượng thôi. Rồi video này thì chúng ta nên tự làm ha, các bạn làm càng nhiều thì càng rành, càng quen thôi, càng giỏi thôi. Rồi giả sử giờ tôi vẽ cái đơn giản trước, là giả sử tôi có trên tay tôi có cái cuộn băng keo nè, cuộn băng keo là sử dụng rất là đơn giản nè. Thì cái để vẽ được thì một là bạn sử dụng cái lệnh extrude, bạn vẽ cái vòng tròn mà extrude lên, hai là bạn sẽ sử dụng cái lệnh revolve ha, revolve để bạn xoay quanh cái trục, đơn giản thôi. Giả sử giờ tôi sử dụng cái lệnh extrude đi, hay là extrude đi cho extrude new sketch nè. Rồi sử dụng lệnh extrude thì bạn sử dụng cái mặt phẳng lên dưới đây, còn sử dụng lệnh revolve thì bạn sử dụng mặt phẳng đứng để bạn revolve xoay quanh cái trục ha, cách nào cũng được, hai cách. Giả sử giờ tôi sử dụng cái cách extrude đi ha, sử dụng mặt phẳng ngang nè. Extrude thì tôi vẽ cuộn băng keo á, thì tôi băng keo thì nó có vòng tròn thôi, tôi vẽ đường tròn nè, hai lít chuột phải đây, hoặc là circle đây cũng được. Cuộn băng keo tôi thì giả sử như cái phi, cái đường kính nhà tôi cho bao nhiêu, tôi cho là bạn cho đại khái thôi, chúng ta hảo chúng ta học thôi chứ không cần quá chính xác là bao nhiêu ha. 1 cm chính là 10 mm đó, thì 1 cm là một phân á, bằng 10 mm chính là 10 ly á ha, lưu ý đó. Còn một tấc chính là bằng 100, một tấc chính là bằng 100 mm á ha. Và những bạn nào mà chưa rành về cái đơn vị đo thì các bạn có thể tự tìm hiểu trên mạng ha. Ly phân tấc, ly là 1 mm, phân là 10 mm, còn tấc là 100 mm ha. Rồi tôi nhắc sơ một số bạn nào nhiều khi không có phải chuyên ngành về cơ khí hay là gì đó, bạn ít biết về những cái thông số này. Rồi đầu tiên thì các bạn không có thì bạn phải mua cái thước, các bạn tự đo. Giả sử như tôi có cuộn băng keo, tôi hào hảo cái thước khoảng chừng 5 cm là 50, cuộn đây là cuộn keo lớn ha, là 50, phi 50, enter xong. Rồi cái này là cái giá trong nó đỡ thôi, nên nó tôi sử dụng là offset tiếp tục, tôi cho cái độ dày bao nhiêu, độ dày hào hảo như thế này đi, offset lên là khoảng cách lên đó, giả sử như hào hảo cái kích thước cái offset là 5 ly là 5 mm, hình như là nó hơi bị dày đúng không, tôi chỉnh sửa đi, tôi nhích lại, tôi chỉnh sửa đây nè, thích vào cái đường kích thước nè ha, lít vào đây, tôi lít vào đây nè,
đầu chuột trái vào đây để tôi chỉnh sửa lại cái kích thước. Giả sử tôi cho là 3 ly thôi, 2 ly thôi, ok. Rồi đây là cái giá để trong thôi. Giá trong thì tôi nhấn xong tôi nhấn sketch ha, finish sketch nè. Rồi tôi nhấn extrude. Tôi chọn cái vành này, extrude lên. Rồi thấy chưa? Extrude thì giả sử cũng ok, tôi cho cái chiều dày ngang là 1 cm, 2 cm đi. 2 cm có nghĩa là 20 mm. Rồi, thấy chưa? Ok. Cụm băng keo nè, thấy chưa? Đã được cụm băng keo, đây là cái giá trong để thôi. Cái giá để đỡ cụm băng keo, bắt đầu tôi sẽ vẽ cái băng keo lớp ngoài đó. Để vẽ cụm băng keo lớp ngoài thì giả sử giờ tôi quay lại cái lệnh vẽ phác thảo đi. Tôi click vào đây nè. Ha, tôi click vào đây, click chuột phải ở đây để edit sketch, sửa lại cái lệnh phác thảo thôi. Tôi vẽ thêm một cái lớp chồng ở ngoài nữa để vẽ cái cụm băng keo ngoài, cái dành băng keo ngoài. Tôi sử dụng sẽ bằng sự dễ hình tròn lại cũng được, hoặc là tiếp tục bạn sử dụng cái lệnh offset nè. Ta click vào đây để ta rê ra cuộn keo tôi dày bao nhiêu. Giả sử như cuộn keo tôi dày 1 cm đi, 1 cm là 10 mm ha. Ok rồi, sau đó tôi finish sketch. Tôi thực hiện cái việc là cho hiện lại cái đường phác thảo đi. Cho hiện lại đường phác thảo là bằng click chuột phải nè, bằng check chỗ dấu check là visibility. Hai dấu check này nè, dấu check này là ẩn hoặc hiện đối tượng ta, visibility ha. Click vào đây. Rồi tới đây. Bây giờ thì trong môi trường 3D cái phác thảo chúng ta là cái nó cũng xuất hiện luôn. Sau đó tôi thực hiện cái lệnh extrude, extrude click vào đây nè, hoặc click chuột phải chọn chữ extrude, chọn cái mặt phẳng này thôi, chọn cái nè. Rồi, cho nó extrude ra bao nhiêu? 20 nè. Và trường hợp này tôi cho hai cái này là riêng chứ không có chung nhau ha, hai đối tượng này riêng thì tôi chọn cái chữ là new solid nè, ha, chọn từ chọn này. Ok. Giờ tôi đã tạo được một cái hình cụm băng keo như thế này. Sau đó bạn muốn ẩn cái phác thảo 2D á, bạn click chuột phải vô cái sketch này, bạn bỏ dấu check visibility. Thấy chưa? Rồi, như thế này tôi đã xong cụm băng keo rồi. Các bạn muốn tô màu mè gì đó thì tùy các bạn cho nó sinh động. Giả sử tôi muốn tôi tô màu đi, tôi chọn cái mặt phẳng này với mặt phẳng này. Tôi tô màu ở trên đây nó có hai thì chọn nè. Bên đây material là cái chất liệu ha. Chất liệu giả sử như cao su hay là sắt thép gì đó. Còn bên đây là tô màu sắc là sơn là pen ha. Nên tôi tô màu phân biệt hai cái đó. Rồi, giả sử giờ tôi cho màu đi. Cụm băng keo tôi giả sử như màu gì đây, màu đen hay màu xanh, màu vàng đó tùy các bạn. Màu đỏ gì đó, giả sử như cụm băng keo tôi cho màu vàng đi, orange đi. Thấy chưa? Đó, đơn giản như thế. Vậy tôi đã dễ xong được cái cụm băng keo đơn giản nhất. Đó. Chúng ta tập bên mặt này tôi quên. Mặt này tôi quên cho màu. Chúng ta cứ tập vẽ thôi, thấy chưa? Tập vẽ từ từ chúng ta quen thao tác, quen cái cách nhìn đối tượng trong môi trường 3D, thấy chưa? Được cụm băng keo. Rồi, xong ha. Tiếp tục tôi trên bàn tôi thì tôi nhìn thấy được cái gì nữa đây? Tôi nhìn thấy được cái điện thoại. Rồi, cái điện thoại của tôi đi cho nó dễ. Rồi, tôi đã dễ tôi mở một file mới đi, Control N hoặc là New nè. Rồi, Matrix Santa Maui. Trời. Tiếp tục tôi vẽ cái một cái điện thoại ha. Cái điện thoại thì đầu tiên thì chúng ta sẽ vẽ một cái hình thoại tôi hình chữ nhật đây. Thì tôi đang sử dụng cái thằng iPhone đời cũ thôi ha, iPhone đời cũ thôi. Rồi tôi sẽ chọn một mặt phẳng như thế này, tôi sẽ vẽ một hình chữ nhật ha, rectangle nè, với hình chữ nhật đây. Rồi hình chữ nhật đại khái bằng lít đại đi, sau đó chúng ta sẽ chỉnh sửa cái kích thước sang lít chuột phải, ok. Rồi ta sử dụng cái phím tắt là chữ D hoặc là dimension nè, ta nhập cái kích thước, đánh hai kích thước vào đây. Kích thước chiều này là giả sử như giờ bao nhiêu đây, bạn lít chuột trái hay sao? Sau khi bạn xong như này muốn chỉnh sửa thì bạn lít chuột trái vô cái con số này thì tự động nó sẽ hiện ra cái hộp thoại để chúng ta edit dimension để chúng ta chỉnh sửa lại. Cái biến là D0 nè, cái biến này thì thế nào tới phần lắp ráp hay mô phỏng tôi sẽ nhắc lại ha, cái biến là cái gì. Rồi đại khái bạn chỉ biết đây là cái kích thước này, chúng ta sửa lại thôi. Sửa kích thước là một khoảng chừng 3 đi, khoảng chừng 3 cm, 3 cm là 30 mm ha, nhập vào đây 30, ok. Rồi tiếp tục tôi lít vào cạnh chiều dài, chiều dài nó cho bao nhiêu, chiều dài tôi cho là gấp 3 hay gấp 2 đi, 60 cho tôi cho là bao nhiêu, tôi cho là 70 đi. Rồi 70 đây, lít vào đây tôi chỉnh sửa là 70 mm, là 7 cm đó. Rồi tôi được cái điện thoại của tôi, hình như là nó hơi lớn rồi, tôi cho này 60 thôi đi. Rồi tôi được cái điện thoại như thế này ha. Rồi sau đó tôi finish sketch, tôi extrude lên, lít chuột phải bằng chọn extrude nè, tôi mới về phím tắt là chữ E đó. Rồi extrude lên, tôi cho cái điện thoại tôi nó dày lên bao nhiêu, giả sử như là nửa cm lại, nửa cm là 5 mm đó. Đây bạn lít vào đây cũng được, và bạn nhập vào đây cũng được nè ha, cách nào cũng được. Ok xong, nó tôi được một cái điện thoại tôi khá là dày, thấy chưa, khá là dày đây. Đúng ra thì giả sử tôi sửa muốn sửa extrude lại, bạn lít chuột phải vô đây nè, hoặc chốc đôi chuột trái bạn chọn edit sketch,
xin lỗi, edit sketch là chúng ta vẽ cái môi trường phác thảo, chỉnh sửa môi trường phác thảo, hoặc là phải chọn là edit feature, thấy chưa? Đó, khi chúng ta làm thực tế thì chúng ta sẽ phát sinh nhiều chuyện, nhiều chuyện chúng ta sẽ sửa lỗi. 5mm thì giả sử ta cho là điện thoại ta cho dày 3 thôi, cho nó điện thoại mỏng ha, siêu mỏng 3mm rồi ta được hình dáng tổng thể rồi đó. Còn những cái góc bo tròn thì sau khi làm xong người ta mới thực hiện cái việc mà fillet, sao nó cho dễ. Fillet chamfer thường ta lập ta thực hiện sau cùng ha, bo góc, bo tròn là bo cạnh nó vát rồi đó, ta thường khi cuối cùng ta mới làm. Rồi ta sẽ tiếp tục cái mặt trước đây, là mặt trước điện thoại đi. Ở trên tôi có cái lo ngoài, lít vào đây nè, tôi vẽ thêm cái lo, cái đỉnh là cái lo á. Thì đầu tiên thì ta sử dụng cái lo có dạng hình này nè, hình chữ nhật mà các góc đều bo tròn nè ha. Tôi dễ chọn xuất phát từ tâm, để tôi sẵn tôi lấy cái tâm này luôn ha, tâm của hình này luôn. Nó sẽ có như thế này rồi, thì chúng ta hào hảo nên các bạn cứ dễ tùy ý thôi, không cần quá chính xác ha. Lưu ý như thế này, hào hảo thôi. Rồi extrude, ta sẽ thực hiện cái lo này nó hơi extrude vào, extrude cắt á. Khoảng bao nhiêu, extrude vào khoảng 0.mấy thôi, 0. Quét chọn nè, chọn đây là 0.4 chắc được rồi ha, 0.4 ok, thấy chưa, được cái này là rồi, phần lo rồi. Rồi sao nữa, ở trên nó cũng sẽ có phần cảm biến ở trên đó nè, mà giả sử tôi bỏ qua đi. Rồi tiếp tục tới phần cái nút đi, cái nút thì giả sử tôi có cái nút home, nút home đúng không, cái nút home, nút trang chủ á, của cái điện thoại này á, thì nút home thì giả sử tôi vẽ hình tròn đi ngay trong môi trường phác thảo này, nhấn lít vào cái mặt này nè, bạn vẽ lít chuột phải chọn circle vẽ hình tròn, hoặc lít trên đây cũng được nè. Rồi ta vẽ cái nút home thì cho nó nằm ở đâu đây, ở đây đi. Rồi thì cái này chúng ta chỉnh sửa được hết, lưu ý những cái này đơn giản ta chỉnh sửa được hết, thay đổi cái vị trí được hết. Rồi ta chỉ thực hiện cái việc extrude, finish 2D sketch extrude, phim tắt là chữ E đó ha, extrude cắt đi, extrude cắt nè, chọn hướng xuống là extrude cắt 0.4 luôn đi, 0.4 thì hơi ít, để sửa ta cho này là 0.6 hay 0.5 gì đi, 0.6 đi ha, ok. Rồi thấy chưa, định hình được cái hình điện thoại chúng ta như thế này. Dạng họ sẽ giống cái điện thoại Sony quá. Rồi mặt trước thì đơn giản như thôi, chúng ta tập vẽ đơn giản thôi. Tới mặt sau đi, mặt sau thì chúng ta sẽ có cái gì, cái camera ha. Tôi nhìn thấy cái mặt sau cái điện thoại tôi có cái camera, tôi lít chọn một phẳng đây, tôi vẽ cái camera là hai cái hình tròn circle nè. Rồi tôi sẽ vẽ hình tròn, cái camera là như thế này đây. Rồi và cái đèn lắc, đèn lắc kế bên ha, đèn lắc kế bên đây sẽ vẽ đại đi. Bạn muốn canh lề thì tự động khi bạn di chuyển gần thì nó sẽ có canh lề ngang so với cái tâm, hai tâm, thấy chưa, đó là cái ứng dụng của phần mềm. Rồi sau đó kèm theo một cái lỗ nhỏ là cái đèn, cái lỗ cảm ứng như thế này, đây là cái lỗ cảm ứng ha. Rồi sau khi xong rồi chúng ta finish sketch, ta thực hiện cái việc gì, giả sử như cái camera lội đi, thì tôi cho extrude lên ha, extrude lên đây, extrude rồi chọn này một nè, hai nè. Rồi sau đó 3 là cho nó extrude lên, nó lội lên một tí là 0.mấy thôi đi, 0.2 thôi ha, camera lội 0.2. rồi ok, thấy chưa, nó ta được chi tiết như thế này. Rồi sau đó chúng ta làm hào hảo thôi. Rồi còn thiếu cái các nút cảm ứng nữa, cái nút nguồn ha, nút nguồn tôi ở trên nè, nút nguồn tôi ở trên chỗ camera nè, tôi chọn cái mặt phẳng này, tôi chọn đây ha, edit sketch, create sketch. Rồi tiếp tục tôi vẽ cái nút nguồn ha, nút nguồn thì hình chữ nhật này, bạn chọn cái hình slot này ha, slot này đây. Rồi ta sẽ vẽ như gần gần ở phía này, lít vào đây, đây là tâm, đây là tâm ha, rút ra đây. Rồi hào hảo thôi, như thế này. Rồi finish sketch, rồi extrude thì nó cái nút nguồn nó hơi dài một tí, tôi cho 0.5 đi, 0.5 để khi người ta bấm thì nó cụm lên ha, nó cụm lên. Rồi thấy chưa, rồi cái gì nữa đây, bên cạnh hông của cái điện thoại có những cái tương tự vậy, những cái nút tắt giảm âm thanh, tăng giảm âm thanh ha, bên cạnh bên đây nè. Thật sự tôi chọn đây thì tao làm tương tự thôi, tôi cho xây ngang đi. Rồi tăng giảm âm thanh thì tương tự vậy, là chọn slot nè. Bạn hãy tùy chỉnh cái khoảng cách cho nó ở giữa ha, nhưng mà trường hợp thì tôi làm nhanh thì tôi làm hào hảo thôi. Khoảng cách này là 1 luôn đi, ok. Rồi sau đó tôi thực hiện cái việc là tương tự finish sketch đi. Rồi tôi extrude này lên 0.5 luôn, ok.
Rồi trong trường hợp này tôi muốn copy thêm một cái mà như thế trong trong đây thì tôi làm biến á, tôi làm biến, tôi vẽ lại, tôi extrude nữa quá. Mà tôi thực hiện cái việc là tôi làm gì? Tôi move đi, tôi copy mà tôi bằng cách move cho nó nhanh. Em move nè. Rồi tôi chọn cái chi tiết không được rồi, cái move body này chúng ta sẽ chọn nguyên một cái solid luôn, là nguyên một cái khối ta luôn ha. Chứ chúng ta không chọn được cái nút này, giả sử như cái nút này để tôi nãy tôi làm là nó tiêu rồi. Rồi cái nút này giả sử tôi không làm gì được, tôi sử dụng rectangle đi, tôi copy theo dãy đi cho nó mau ha. Rồi giờ tôi chọn cái chi tiết nè. Rồi tôi sẽ copy theo cái dạng cái hướng direction 1 là chọn cái hướng này. Thấy chưa? Đó, được cái nút này. Cái khoảng cách giữa hai cái nút thì bao nhiêu, giả sử tôi cho khoảng cách là đang chọn chế độ basing ha, khoảng cách giữa hai nút tôi cho khoảng cách giữa hai nút là 1 mm thôi, xin lỗi, hơi ít thôi, tôi cho là 3 mm đi, 3 cũng ít luôn, tôi cho là 5 thì ít, tôi sẽ cho là 7. Rồi ok ha, khoảng cách giữa hai nút tôi cho là 7 rồi. Đang sử dụng cái chế độ cái công cụ là rectangular pattern, copy theo mẫu, copy dãy á. Rồi ok, thấy chưa, làm như thế rất là nhanh, nút tăng giảm nguồn. Rồi sau nữa cái dưới phần đáy thì nó sẽ cái điện thoại chúng ta dưới phần đáy á, nó sẽ có thêm cái phần những cái nút âm lượng nè, nút sạc nè, đây là cái chui sạc, đây là cái gì, đây là cái tai nghe ha, tai nghe nè, tai nghe kích thước bao nhiêu tôi cũng không biết, là hào hào thôi, tai nghe như thế này đó. Rồi ta làm một lượt hết luôn đi, đỡ mất thời gian. Hay sử tai nghe nè, rồi tới cái phần sạc của iPhone, sạc thì tôi cho ở đây, tâm cái này cũng được ha, đây sạc đây, cổng lightning hay gì nè, đại khái như thế này, để cổng lightning thì đó. Rồi sau đó tôi có hai cái lỗ ở hai bên nữa, hai cái lỗ hai bên là hai con ốc thôi. Rồi xuống đây là những cái lo dạng mà lo ngoài á ha, lo ngoài đây, tôi vẽ một cái như thế này. Rồi sau đó tôi thực hiện cái việc là extrude lên ha, extrude cắt vào là 0.5 hay gì đó đi, đại khái như thế, tôi dọn là 1 nè, 2, 3, hình như là 0.5 là ít đúng không, giả sử tôi cho extrude vào là 1 đi, 1 cũng hơi ít, giả sử tôi cho là 2 đi. Rồi ok, anh thấy chưa, đó, tôi tạo được cái phần đây là cổng sạc, cổng đút tai nghe và cái âm thanh. Cái phần âm thanh này thì nó tới 4 lỗ lần, giả sử như tôi sử dụng rectangle đi, tôi copy nè, chọn cái này nè, tôi copy làm 4, không được rồi, do cái này nó dính với những cái kia thì tôi không làm 4 được. Thì giả sử như giờ cái lệnh chỉnh sửa lại cái sketch này đi ha, cái sketch này tôi bỏ cái vòng tròn này đi, tôi bỏ cái sketch này đi, đít chuột phải chọn delete, rồi finish sketch, tôi vẽ nó riêng đi ha, tôi vẽ nó riêng đi, hình như có cái gì đó bị lỗi đúng không, tôi thực hiện lại ha. Cái việc mà extrude, tôi chỉnh sửa lại, extrude lại, trường hợp mà lỗi như thế này á, tôi control Z lại ha, lỗi như thế này tôi control Z lại. Bây giờ mà tôi thực hiện muốn xóa cái nút tròn này nè, cái lỗ tròn này làm sao, thì tôi hướng dẫn bạn một cái lệnh direct rồi nè. Bạn muốn xóa cái lỗ thì bạn sử dụng delete, cái này xóa rất là nhanh, chọn cái lỗ này không, sau đó là apply, thấy chưa, lệnh này rất là hay, trường hợp chúng ta dùng để sửa lỗi á, thao tác trực tiếp rất là nhanh. Rồi tiếp tục tôi muốn tạo 4 cái lỗ nhỏ này thì tôi làm riêng đi, 4 cái nút lo ngoài á ha, đây là vẽ cái hình tròn nhỏ như thế này. Rồi phía sau đó tôi thực hiện cái việc là extrude cắt ha, extrude cắt xuống đây 2 luôn, ok. Sau đó tôi thực hiện copy theo dãy này, sử dụng cái rectangle nè, tôi copy cái chi tiết lỗ này theo cái hướng direction nè, cái hướng thẳng ngang này, ra copy làm 4 lỗ, nhập vào đây 4 số, thấy chưa, cái khoảng cách giữa các lỗ này là 2 thì hơi nhiều, sử như 1 đi, 1 thì nó hơi bé, sử như 1.3 đi. Rồi ok, thấy chưa, tôi đã tạo được cái phần lỗ lo âm thanh đó, lo ngoài á là như thế này đó, cái điện thoại tôi đã định hình rồi. Tiếp tục còn thiếu cái gì, cái logo nữa, cái logo với cái chữ iPhone nữa ha. Giả sử cái logo thì ta thực hiện cái việc là chèn ảnh vô đi trong môi trường 2D á, giả sử ta chọn mặt phẳng này đi, mặt phẳng sau lưng của cái điện thoại nè, thôi chèn ảnh vô ha, trong môi trường sketch phát thảo thì có phần email nè, đích đây thì tôi đã có sẵn một cái hình này, bạn cứ tải từ trên mạng vậy thôi ha, bình thường đây bạn cứ đánh lên cái chữ bất kỳ hình nào, bạn đánh cái chữ giả sử như Apple nè, trong phần hình ảnh thì nó hiện rất là nhiều hình ảnh
thì bạn muốn chọn hình ảnh nào cũng được. Giả sử tôi chọn Apple của iPhone đi, bạn bạn tải về ha, tải về rồi thì bạn chọn ai open chèn ảnh vô bất kỳ. Giả sử tôi click đây, ok, hình như cái ảnh nó bị nghiêng bị, thì tôi nhấn rotate, tôi chọn cái ảnh này này, sau đó tôi chọn điểm làm góc nè, đây chọn điểm làm góc, thấy chưa, tôi xài ảnh được rồi. Rồi rồi sau đó kích thước ảnh hơi lớn, giả sử tôi muốn nhỏ lại thì tôi sử dụng cái lệnh scale đây, chọn đối tượng, chọn điểm làm góc, sau đó tôi di chuyển cho nó lớn nhỏ cái hình này, rồi xong done. Giờ để vẽ được cái hình này thì tôi sẽ thực hiện cái phương pháp là đồ lên cái hình này. Tôi sử dụng cái vẽ đường cong nè, SVLine này ha. Rồi tôi vẽ đường cong đồ lên quả táo này thôi. Bắt đầu từ đây, từ đây, từ đây. Bạn lít nhiều thì nó sẽ ra nhiều điểm thôi. Thấy chưa, bạn đồ lên trên quả táo, tôi đang đồ thực hiện cái phương pháp là đồ lên quả táo là tạo ra đường cong thôi. Bạn không cái kinh nghiệm là bạn không nên lít lít quá xa ha, nó sẽ bị sai đường. Bạn lít vừa đủ thôi. Rồi những trường hợp như thế này nè, lưu ý là những trường hợp một cái cạnh ngọn này nè, bạn không thể nào là tạo được cái góc cong thì bắt buộc bạn phải thực hiện kết thúc cái lệnh mà bạn lít vào cái dấu dấu cộng nè, kết thúc cái lệnh, sau đó bạn vẽ lại lần nữa để thực hiện được cái góc nhọn ha, để bạn làm được cái góc nhọn nè, thấy chưa. Đó, lưu ý cái phần đó, cái kinh nghiệm thôi tôi chia sẻ các bạn. Rồi tiếp tục tôi đi theo cái đường này, nó tới đây nó cũng sẽ nhọn nè, thấy chưa. Nếu bạn lít tiếp tục thì cái góc này nó sẽ là không có nhọn được mà nó cong như thế này, bắt buộc bạn phải chọn cái thì chọn cái dấu cộng bên đây nè ha, cho kết thúc cái lệnh này. Bắt đầu ta mới đích lại một lần nữa để ta vẽ lại để được cái điểm nhọn, thấy chưa? Đó là cái kinh nghiệm. Rồi cứ vẽ liên tục thôi, đừng cong mà vẽ thôi. Rồi khi nào kết thúc thì bạn mới vẽ cho cái dấu check nè, ok nè, enter đó ha. Rồi tiếp tục ta còn quên còn cái chiếc lá trên đây nè, chiếc lá này bạn click vào đây, đây vẽ đơn giản thôi. Rồi ở đây cũng vậy nè, chúng ta phải nhấp vào cái nút cộng nè, kết thúc cái lệnh này, apply nè, thì chúng ta tiếp tục vẽ để được vẽ được cái điểm nhọn ha, cái điểm nhọn mà của chiếc lá đó. Rồi ok xong rồi, ta xóa cái hình quả táo này đi, còn cái lấy cái hình này tấm ta bê qua quét chọn nè, rồi lít vào đây, lít vào cái hình quả táo này bạn rê qua, giữ trái không mua bạn rê qua, xong ha, được xong rồi. Giờ cái quả táo này như là nó hơi lớn đúng không, nó hơi lớn thì chọn cái lệnh scale này lại, rồi chọn điểm làm góc, quả táo này nó nhỏ nhỏ như thế này thôi. Rồi đơn xong, xong được cái hình quả táo này rồi, chúng ta thực hiện cái việc ít chút thôi, finish sketch nè. Rồi finish sketch chọn chọn gì nữa, chọn ít chút, chọn cái hình quả táo này. Quả táo này thường ta không có nổi lên đâu, mà giả sử tôi làm cho nó nổi lên một tí đi, không phút mấy, không không phút ba đi, không phút ba như là hơi. Bạn muốn cắt vô thì cũng cắt thôi, giả sử tôi chọn cắt vô đi, cắt vô không phút ba đi. Ok thử đây, hình như nó bị lỗi rồi. Vậy lại cây ép chút nè, chọn này rồi hướng vào là cắt vô đây 0.3, hình như tôi chọn thiếu quả táo ha, là sao ta thiếu cái làm lại ép chút nè, rồi chọn cái hình quả táo nè, chọn luôn cái chiếc lá nè, rồi tôi cắt vào nè, sau đó ok nè, nó được rồi đó, thấy chưa, cái hình cái logo chúng ta đã xuyên vô trong rồi đó, chạm nổi vô trong đó, khắc vô trong đó. Rồi tiếp tục cái hình này, cái iPhone này vậy là xong rồi. Do thực hiện cái việc bo tròn nữa là xong cái điện thoại này rồi ha. Bo tròn bốn góc thì bạn thực hiện cái lệnh fillet trong môi trường 3D nè, fillet nè, phím tắt là chữ F đó. Rồi thì đang là bán kính mặc định là 2mm ha, tôi chọn cắt cạnh, chọn cắt các cạnh bo tròn là một nè, thấy chưa. Bạn thấy cái góc bo tròn nó chưa được thì bạn có thể là bo tròn thêm. Bo tròn gì được chưa ta, hình như là nhỏ, tôi cho tùy chỉnh lên là 3 thử đây, 3 thì nó lố vô cái nút này, tôi lỡ làm lố nút này rồi, vậy sẽ tôi cho là 2 thôi ha. Bạn muốn cho bao nhiêu cũng được tùy các bạn. Rồi tôi lít tiếp tục hết nhiều cái cạnh này, tôi mới ok một lần luôn cho nó nhanh đó. Rồi tôi được, rồi tôi được 4 cạnh, sau đó tôi nhấc vào ok, bạn thấy chưa, cái điện thoại ta nó đã được như này, tôi xây cho bạn xem nó 4 cạnh nó như thế này rồi. Rồi sao nữa, cái phần nút hơn này nè, nó không có nhọn như thế này, nó sẽ mềm mại ha, mềm mại thì chúng ta sẽ lít vào cái phần fillet đây, fillet tiếp tục fillet, lít vào cái phần cạnh dưới đây nè, cái phần dưới đây nè, cho nó mềm mại, hình như là nó hơi quá bán kính này, tôi cho bán kính này là 0.5 thôi, thấy chưa, nó hơi mềm mềm, nó lõm vào trong thôi chứ không 0.5 thì cũng hơi nhỏ, cho một thứ đây, một cũng còn hơi nữa, giả sử tôi cho là hai giống hồi nãy rồi,
3 luôn. 3 thì nó lố ra ngoài luôn, không được. Sự tôi cho là 2,5 này. Rồi ok đi. Thấy chưa? Cái nút home nè, đây chính là cái nút home của chúng ta nè. Bạn thấy chưa, trong cái iPhone đó, cái điện thoại á, nó sẽ bo trọn như thế này. Rồi xong, chúng ta tới cái phần gì đây, những cái phần sau lưng. Những cái nút này bạn muốn fill led cũng được ha, bạn fill led những cái cạnh của cái nút này nè cho nó bo trọn mềm mại, nhưng mà tôi làm biến, tôi để các bạn tự làm cũng được. Tiếp tục tới phần sau lưng nè, cái phần này thì nó, nếu iPhone 4 thì cái phần này nó sẽ nhọn, nó sẽ vát như thế này. Còn iPhone 5 á, iPhone 5 mà 5 thường thì cũng 5 thì cũng nhọn như thế này. Còn muốn 5C là nó sẽ bo tròn ha, các cạnh này nó sẽ bo tròn, thì chúng tôi bo tròn cái cạnh này đi. Fillet đây. Rồi, tôi cho cái này lại là 1 đi. Đây nè, bo tròn hết 4 những cái cạnh sau nè, thấy chưa? Đó, bo tròn nè. Đó, bo tròn hết cái phần mặt sau. Ok đi. Rồi. Thấy chưa, bo tròn rồi đó. Đó. Ừ, thấy chưa? Rồi. CC cái bỏ cái đường viền thì bạn nhìn thấy nó hơi bị khó nhìn. Chọn lại cái đường viền, thấy chưa? Rồi, chọn cái chất liệu thì như thế nào? Chọn liệu là gì đó? Thép không rỉ là thủy tinh gì đó, tùy các bạn. Này nè, tôi chọn thép không rỉ gì nè. Thấy chưa? Chọn thép không rỉ như thế này, được cái iPhone như thế này. Đó. Bạn cứ nhìn, bạn cứ tự, chúng ta tập thói quen, chúng ta tự làm đi, tự làm hết tất cả những cái chi tiết nào là đơn giản trên cái bàn chúng ta ha. Cái lo cũng vậy nè, cái ổ cứng nè, cái sử dụng cái màn hình vi tính cũng vậy ha. Những cái chi tiết đó là rất là đơn giản thôi, chúng ta ghép lại từ nhiều cái hình học hay hình học đơn giản thôi, thấy chưa? Rồi còn video này cũng khá dài, tôi tranh thủ tôi làm thêm trên bàn tôi còn cái ổ khóa nè ha, tôi làm thêm một cái ổ khóa nữa. Thì đây, tạo ra file mới đi ha. Cái ổ khóa thì nó sẽ có phần khó là cái thanh sắt bẻ cong ở trên. Thì giả sử giờ tôi new sketch đi, cái thanh sắt ở trên bẻ cong thì tôi làm sao đây? Rồi tôi vẽ một cái hình tròn đi, tôi làm cái ổ khóa. Đầu tiên thì ta vẽ một cái vòng tròn đi, vòng tròn để làm cái vòng của cái ổ khóa ha. Cái vòng tròn này giả sử như tôi cho là bao nhiêu, 5mm đi ha, 5mm. Ok, rồi tôi thực hiện cái việc extrude lên. Extrude chiều dài của cái vòng này giả sử tôi cho là bao nhiêu, tôi cho là cái vòng này là khoảng bao nhiêu phân đây ta, khoảng chừng 10 đi, là 70 đi ha, 70 đi. Rồi tôi cho 70mm đi ha, được cái vòng ổ khóa nè. Nhiệm vụ chúng ta làm sao để bẻ cong được cái ổ khóa này, để bẻ cong được cái thanh này ha. Bẻ cong thì chúng ta sẽ thực hiện cái lệnh pen. Lệnh pen này chúng ta phải xác định được cái vị trí cái đường gạch ngang, cái đường mà gạch bẻ cong á. Rồi đầu tiên thì ta chọn cho hiện cái mặt phẳng lên đi. Đây nè, hiện cái mặt phẳng lên. Rồi hiện mặt phẳng này lên đi ha. Rồi ta vẽ. Đây là cái giá nào, bạn chọn cái giá nào cũng được, cái giá là cái mặt phẳng á. Rồi ta sẽ vẽ cái đường line để thực hiện cái việc bẻ cong. Thì đầu tiên á, thì tôi vẽ một cái đường thẳng xuống như thế này đi. Rồi tôi làm cái trục giữa đi. Hồi nãy hình như tôi đo cái đường này là bao nhiêu ta, 70 đúng không? Đúng rồi, 70. Rồi đúng rồi, thì cái đường này tôi cho cái khoảng cách từ điểm đầu cho tới đường này là 35, tại tôi muốn cái đường này là đường trục á, đường trục giữa, thì tôi cho cái khoảng cách 35 ha. 35 nhân 2 là 70. Rồi sao nữa, cái đường này tôi cho nó làm giống đi, tôi chọn đường này lít chuột phải, chọn construction nè, đường làm giống lít đây nè. Đường giống nghĩa là cái đường nó sẽ bị ẩn á, nó sẽ không phải ẩn mà nó sẽ bị mờ mờ như thế này, gạch đứt như thế này. Rồi ta sẽ thực hiện cái việc bẻ cong thì giả sử như tôi vẽ một cái đường thẳng xuống tùy ý đi ha. Rồi tôi định lấy kích thước dimension nè, tôi định lấy kích thước là từ đây tới đây là bao nhiêu. 35 thì cái này khoảng chừng khoảng chừng 5 đi ha, 5 đi. Ok, rồi khoảng cách từ cái vị trí bẻ cong tới đây là 5 ha, tới cái đường chuẩn chúng ta, cái đường mà chia làm đôi là 5. Rồi finish sketch, ta thực hiện cái việc bẻ cong, lệnh pen nè. Rồi ta chọn cái đường thẳng này ha, lít chọn đường thẳng này tự động cái nó sẽ bẻ cong cái đường chúng ta. Rồi cái bán kính với cái bán kính với cái góc này á, thì một chút có gì chúng ta chỉnh sửa sao, lít ok. Tương tự vậy, chúng ta thực hiện cái việc làm tương tự đối với cái bên đây.
Thì làm tương tự thì bạn thực hiện cái việc bạn có thể làm thực hiện đối xứng qua gương cũng được ha. Rồi tiếp tục chúng ta vẽ cái bẻ cong bên cái cạnh còn lại của cái hình này. Thì chúng ta chọn cái giá đi, cái giá là cái giá này đi ha. Rồi chọn cái giá là cái giá cắt ngang cái hình này như thế này, tương tự như bên cái nãy thôi. Ta sẽ vẽ một cái đường thẳng bất kỳ. Đường thẳng bất kỳ nè. Rồi ok. Đường thẳng này á, thì hồi nãy cái khoảng cách giữa cái đường thẳng này với cái đường tâm chúng ta là 35 đúng không? Đường tâm này sẽ tôi vẽ lại cho bạn xem đi. Cái đường tâm và cái đường từ đây nè cho tới cái cạnh rìa đây nè. Hồi nãy chúng ta nhập là 35. 35 là cái đường tâm đó ha. Rồi cái đường này tôi cho nó mờ đi. Tôi cho cái đường này là nó con chút xanh đi ha, lít vào đây nè. À rồi, khoảng cách từ cái đường này tới đường này là 5. Đúng không? Nãy tôi nhập 5. Rồi, thấy chưa? Sau đó tôi finish sketch, tôi thực hiện bẻ cong tương tự vậy, lệnh bẻ cong là pen nè, tôi chọn cái đường thẳng bẻ cong là tại vị trí cái đường này nè. Tôi chọn cái chiều qua đây ha, chọn đây là chiều qua trái qua phải. Thấy chưa? Tôi được như thế này. Ok, thì bạn thấy như cái chiều cái ổ khóa tôi nó hơi bị kỳ phải không? Cái chỗ này nó bẻ cong hơi bị nhiều nè. Đúng không? Chỗ này bẻ cong hơi nhiều thì tôi thực hiện chỉnh sửa lại cái lệnh bẻ cong. Lít đầu trái vào cái lệnh bẻ cong, tôi cho cái phần cái angle là cái góc, góc thì đúng rồi, hai cái này nó hợp nhau góc 90 độ, còn cái phần radius bán kính nè, nó hơi bị nhiều. Từ đây qua đây rồi tới 10 lần. Bán kính là 10, giả sử tôi cho bán kính là 4 đi. 4 thì nó hơi nhỏ, giả sử tôi cho 5 đi. 5 là ok rồi ha, ok. Rồi tôi sửa lại cái lệnh pen trên kia. Tôi cho cái bán kính là 5 luôn. Ok, thấy chưa? Cái phần này thì cũng hơi nhiều nè. Cái khoảng cách này đúng ra không phải là 5, khoảng cách thì tôi cho khoảng chừng là 3 thôi. Ha, cái khoảng cách giữa hai đường này nè là 3 thôi. Giả sử tôi cho lại khoảng cách này đi. Khoảng cách này tôi cho là 3 thôi ha. Cho là 2 thôi. Ok. Rồi finish sketch. Thấy chưa? Cho 2 cho nó gần lại. Khoảng cách cái đường trên đây tôi cũng cho là 2 thôi. Khoảng cách từ từ cái đường này cho tới cái trục ở giữa này tôi cho là 5, giờ sửa lại 2 thôi. Rồi. Thấy chưa? Rồi cái gì nữa? Cái bán kính này tôi cũng hơi nhỏ, tôi cho tăng lại đi. Tích giờ cái bán kính bẻ cong nè. 5 thì giả sử tôi cho lên là 8 đi. 8 được ok ha. Rồi tôi cho 8 dưới đây luôn. Tôi cho cái bán kính mà bẻ cong á, bán kính bẻ cong hồi nãy chúng ta chọn là 5 đúng không? Giờ cho là 8. Ok. Nó được cái khóa tay được như thế này ha, tương đối là nó đẹp hơn đó. Rồi bạn muốn đẹp bao nhiêu thì bạn tự chỉnh sửa thêm. Rồi sau đó chúng ta thêm một cái khớp ở dưới, cái ổ khóa ở dưới thì tôi chọn cái mặt phẳng dưới đây nè. Tôi vẽ một cái hình chữ nhật đại khái thôi. Hào hảo cho nó giống thôi, xuất phát từ tâm nè ha, bạn chọn hào hảo đây như thế này, ổ khóa chúng ta sẽ như thế này. Rồi finish sketch, thực hiện cái việc extrude thôi. Extrude cái mặt phẳng này thấy chưa, hình như 70 là hơi nhiều, tôi cho là 30 đi. Extrude xuống là 30 đó, 30. Ổ khóa này nó cũng hơi hào hảo như thế này đi. Các bạn muốn extrude hai chiều thì bạn lít vào đây nè, hai cái hướng khác nhau ha, lít vào mũi tên nè, ta tùy chỉnh hai hướng khác nhau đó. Thấy chưa? Trường hợp bạn lít vào đây là tùy chỉnh hai hướng cái kích thước khác nhau. Bạn cho kéo lên, bạn lít vào đây bạn cho kéo lên. Bạn lít vào đây bạn cho kéo xuống. Ha, hai cái kích thước khác nhau, bạn nhập vào cái kích thước tuyệt đối chính xác vào đây nè, hai cái distance nè, distance 1, distance 2 nè, thấy chưa? Đó, đại khái là được như thế này. Rồi, sau đó tôi nhấn ok. Đại khái như là được cái ổ khóa này ha, làm hào hảo đây. Rồi sau đó tới phần dưới đây, cái ổ khóa thì ta có cái chui đúc ổ khóa vô ha. Chui đúc ổ khóa thì ta lít vào đây, ta vẽ một cái hình chui khóa là cái hình tròn hay gì đó, đại khái như hình tròn đi. Rồi hình tròn như thế này. Rồi hình tròn như thế này và nó bị lõm vô trong một tí hay gì đó, có cái hình lõm vô trong một tí. Sử như ta thực hiện cái việc offset đi, offset chẳng như nhỏ như thế này thôi. Rồi ta thực hiện cái việc là extrude cái phần này nó xích xuống dưới. Extrude toàn bộ cái này nó xuống dưới ha. Đây. Hình như extrude xuống khoảng chừng 1 thử đây. Rồi hào hào 1 thì hơi nhiều, sẽ như 0.4. Ok. Hào hào thôi. Rồi 0.4 thì ở trong đây chúng ta còn cái lỗ để đút chìa khóa vô hay gì nữa nè. Bạn cứ lít làm thử đây, lít chìa khóa đây, chọn new sketch. Rồi chúng ta vẽ thêm một cái hình cái chìa khóa của bạn ha, dùng lệnh line hay là SP line gì đó. Cái chìa khóa của bạn nó có hình dạng như thế nào đó thì tùy, tôi cũng không gành cái chìa khóa của bạn ha, bạn cứ hào hào như thế nào đó. Rồi như đại khái như thế này đi. Rồi finish sketch, thực hiện cái việc extrude.
nó chút cắt thôi. Hiện thông báo này hình như là do cái đối tượng của bạn là nó không được kính. Thường là do thông báo là do đối tượng của bạn không bị kính ha. Cái lệnh sẽ sketch không được kính thì giả sử bạn có quyền sửa lại. Nè, không được kính thì chỗ này nè, thấy chưa? Đó. Không có kính nên bạn không thể nào thực hiện được cái lệnh chút. Rồi ta thực hiện chút cắt lại. Được rồi đó ha. Chút cắt nè. Cắt vào sâu giả sử như là 1 đi. 2 đi. 3 luôn đi. 3 đi. Rồi ok. Thấy chưa? Đó, ta được ta làm nhanh nhanh hào hảo được cái ổ khóa như thế này rồi nè. Đó. Ở đây nó có thường nó có thêm một cái chỗ để mở khóa ra. Hai chỗ thì mở khóa đây nè. Lít vào đây. Tạo ra một cái hình tròn nhỏ. Rồi chút cắt. Rồi ok. Thấy chưa? Nó được cái một cái ổ khóa hào hảo như thế này. Thì cái khó trong cái vẽ ổ khóa này chính là cái gì? Cái khó là chúng ta sẽ thực hiện cái việc là bẻ cong cái đường thẳng này, nó hơi khó thôi. Những bạn nào mới thì bẻ cong hơi bị khó ha. Đó. Rồi. Thì cái video về hướng dẫn các bạn làm bài tập thì nó cũng hơi dài đây. Thì các bạn nên tạo thói quen là tự vẽ thêm những cái chi tiết khác ha. Giả sử như các bạn có thể vẽ cái bình trên bàn, tôi đang có cái chai nước La Vi hay là Awafina nè. Bạn tự vẽ. Vẽ thì bằng cái lệnh Revo cũng được. Bạn vẽ một bên mặt á, sau đó bạn Revo xung quanh trục. Hoặc là bạn sử dụng cái lệnh Lot này cũng được nè ha. Bằng Lot này bạn nối từng cái mặt phẳng là các mặt phẳng là các đường tròn với nhau. Được cái lệnh Lot này. Tương tự như ta vẽ cái bình á. Cái bình thì trong cái phần Lot này tôi có hướng dẫn các bạn rồi. Lệnh Lot này nè ha. Rồi, hoặc là các bạn có thể vẽ cái remote bấm TV đó, thì nó tương đối là đơn giản thôi. Bạn vẽ hình chữ nhật rồi bạn điền các nút vào thôi ha. Bo cong rồi đó, ở fillet chamfer bạn muốn bo cong vắt cạnh gì đó. Rồi bạn có thể tự nhìn trên bàn bạn có cái lo vi tính gì đó, bạn tự vẽ thêm các chi tiết ha. Rồi chúng ta tập cái thói quen sử dụng các lệnh thôi, càng nhiều càng tốt. Rồi video này thì chỉ có vậy thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong tiếp tục tới cái phần qua cái môi trường tiếp theo là môi trường thiết kế tấm kim loại là sheet metal nè, thấy chưa? Đây trong cái phần tôi phóng lớn cho bạn xem, trong cái phần 3D model nè ha, di chuyển đến cuối cùng convert to sheet metal là cái phần sheet là metal kim loại đó, sheet tấm ha, môi trường thiết kế tấm kim loại. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.